Xin chào mọi người. Hãy cùng điểm qua 10 tên tù nhân nguy hiểm nhất trên trái đất. Nhà tù là một nơi vô cùng đáng sợ chính vì sự hiện hữu của những kẻ ở bên trong đó. Ta vẫn đều đọc được những tên tội phạm xấu xa lần này qua lần khác trên mặt báo. Nhưng trong danh sách ngày hôm nay là những kẻ nguy hiểm và đáng sợ nhất mà bạn không hề hay biết. Ở vị trí số 10 chính là tên hề Pennywise ngoài đời thực. Ta đều biết đến cuốn sách hay bộ phim nổi tiếng IT. IT nói về một tên hề đi hù dọa và cướp đi mạng sống của những đứa trẻ. Chuyện mà đáng nhẽ chỉ là viễn tưởng. Nhưng vào những năm 1980, thời gian bộ phim IT được công chiếu, tên hề Pennywise ngoài đời thực đã xuất hiện. Gã này có tên là John Wegasi, với vỏ bọc là một người chồng và người cha bình thường, nhưng lại có một cuộc sống bí ẩn điên rồ. Hắn cải trang thành một tên hề tên Pogo và tình nguyện đến làm tại các bữa tiệc của trẻ con. Trong thời gian đó, hắn sẽ dụ những đứa trẻ ở đó và giết chúng. Người ta đã tìm thấy những đứa trẻ mất tích bên trong nhà hắn và những con sông ở gần đó. Hắn đã bị bắt với danh tiếng là tên tội phạm nguy hiểm và đáng sợ nhất. Chắc hẳn tên này đã làm nhiều người không còn thích hề như trước nữa. Số 2. Chú bé Tôm Hùm. Tên tội phạm này rất kỳ lạ và hắn đã sống một cuộc sống kỳ quái nhất có thể. Tên thật của hắn là Grady Franklin Steele. Cái tên cậu bé Tôm Hùm bắt nguồn từ một triệu chứng phổ biến trong gia đình hắn. Hắn tham gia một gánh xiếc vì không có việc gì khác mà hắn có thể làm với tình trạng này. Sau này, hắn kết hôn với một người biểu diễn trong cùng gánh xiếc. Nhưng khi về già, hắn trở nên hung hăng và uống quá nhiều rượu, điều mà khiến hắn trở nên độc ác. Hắn đối xử tồi tệ với người vợ và 4 người con của hắn. 2 trong số đó có tay giống như hắn. Khi một đứa con với cánh tay bình thường của hắn lớn lên và đi kết hôn, hắn đã trở nên ghen tị và bắn chết chồng của con gái mình. Hắn đã bị đi tù nhưng lại được thả ra chỉ sau 1 năm. Sau đó, hắn vẫn nói rằng hắn sẽ làm những điều tương tự với chồng của đứa con và với chồng mới của vợ hắn. Nhưng vợ của hắn không muốn mạo hiểm và trả 1.500 đô để ám sát hắn. Không một ai tới đám tang của hắn và trên bia mộ chỉ có tên của hắn với hình một cái bàn tay đang cầu nguyện. Tiếp theo là Iberman. Hắn không chỉ là một trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất, mà hắn còn là một người đàn ông có vẻ bề ngoài đáng sợ trên trái đất này. Arnhem shot at them during a standoff at the Merrill Field Inn. Officers traced a stolen car connected to a string of burglaries to the area. Vào năm 2012, hắn bị bắt khi đã bắn một cảnh sát trong một vụ ẩu đả tại nhà vệ sinh. Điều đó thật là tệ, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính đưa hắn vào danh sách này. Những hình xăm đáng sợ chính là tiêu điểm gây chú ý của hắn. Hắn bị ám ảnh bởi những hình xăm và đã có hơn 20 hình xăm trên mặt mình. Con ngươi của hắn còn được xăm hoàn toàn màu đen. Đây chính là nguồn gốc cho biệt danh của hắn. Tên thật của hắn là Jackson Barum và hắn quả là một tên đáng sợ. Qua những bức ảnh trên Facebook của hắn, ta có thể thấy rằng hắn có hình xăm ở khắp cơ thể. Hắn còn có một hình xăm đầu lâu lớn trên đỉnh đầu. Đúng ra chúng ta không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, nhưng có thể hắn là một ngoại lệ. The Red Ripper. Nó là một tên gọi khác của Jack the Ripper, kẻ mà cướp đi mạng sống của hàng trăm phụ nữ ở Anh Quốc với sự kết hợp của màu đỏ. Women were being torn to pieces by a killer who vanished in the shadows, time after time. So terrible was the savagery that the world remembers it. Vì hắn đến từ Rostov của Nga, tên thật của hắn là Andrei Chikatilo và hắn đã giết hơn 52 phụ nữ và trẻ em trong vòng 12 năm. Hắn là kẻ tình nghi của nhiều vụ án trong nhiều năm, ra vào tù nhiều lần trong thời gian đó. Cảnh sát đã không có đủ bằng chứng để kết tội hắn cho đến tận năm 1990. Hắn mới bị bắt và thú nhận rằng đã giết 36 người, nhưng rõ ràng lời nói của hắn không chính xác. Cảnh sát Nga muốn hắn phải chịu tội và đã xử tử hình hắn. Hơn nữa, hắn còn có một bộ dạng vô cùng đáng sợ. Tiếp theo, kẻ quái vật. Có một lý do hoàn toàn thuyết phục để gọi người phụ nữ này là một con quái vật. Ả thật xấu xa đến nỗi có một bộ phim đã được làm về tội ác của ả. Trong đó, diễn viên Charlize Theron đã đạt được rất nhiều giải thưởng. One day just stop. I'm kind of broke right now. I'm just trying to make some cash somehow. Well, maybe I can help you. Tên thật của ả là Eileen Gwyneth.
Ả đã giết 7 người đàn ông trong khoảng thời gian từ năm 1989 và năm 1990. Ả không may khi có một tuổi thơ không được êm ấm, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản quần chúng trở nên phẫn nộ khi biết đến tội ác của Ả vào năm 1991. Ả bị bắt giữ và sau đó 4 ngày đã khai toàn bộ sự việc. Ả ta ở trong tù trong vòng 11 năm và sau đó qua đời. Trong phiên tòa, Ả luôn tỏ ra điên rồ, làm cho ban tòa hoảng hốt. Lý do Ả phải nhận án phạt nặng như vậy chính là vì Ả không hề cho thấy một chút ăn năn hối cải nào. Ả còn nói rằng sẽ sẵn sàng thực hiện lại tội ác của mình một cách vui vẻ. Vị khách của game show. Đây không chỉ là người đàn ông đáng sợ và nguy hiểm nhất, nhưng cũng là một trong số gây rùng mình nhất. Tên của hắn là Ronay Akala. Hắn đã giết 7 người phụ nữ vào năm 1970, nhưng hắn cũng tự thú nhận đã giết 34 người khác. Giờ cảnh sát đã tin rằng hắn đã giết gần 140 người khắp nước Mỹ sau nhiều cuộc điều tra. Nhưng điều đáng sợ nhất là hắn đã từng xuất hiện trong một game show tên là Trò Chơi Hẹn Hò. Tin hay không tùy bạn, nhưng hắn đã thực sự chiến thắng game show đó. Hắn đã được giới thiệu bởi người dẫn chương trình rằng hắn là một nhiếp ảnh gia. Điều rùng mình ở đây chính là nạn nhân của hắn hầu hết đều là những người mẫu. I am serving you for dinner. Oh. What are you called and what do you look like? I'm called the banana and I look really good. Trong game show, người phụ nữ sẽ ra những câu hỏi cho một nhóm chàng trai để quyết định ai là người đàn ông phù hợp nhất để hẹn hò theo ý kiến của khán giả. Một người phụ nữ tên Cherry đã hỏi hắn rằng bao giờ là thời điểm tuyệt nhất. Hắn trả lời rằng là buổi tối, vì chính buổi tối là thời gian duy nhất mà mọi thứ trở nên tốt đẹp. Cuối cùng, người phụ nữ đó đã cho rằng hắn quá đáng sợ để đi chơi cùng cho dù hắn đã thắng cuộc chơi. Underwear Strangler. Ta có thể thấy hắn vô cùng kỳ quặc qua cái tên của hắn. Tên của hắn là Johan Unterweger, nhưng sau đó hắn đã đổi tên thành Jack. Hắn là người Áo và từ khi còn là trẻ thành niên, hắn đã phải vào tù vì nhiều tội vặt. Nhưng vào năm 1974, hắn đã thay đổi theo chiều hướng xấu nhất. Hắn đã làm chết ngạt một người phụ nữ với chính áo ngực của cô ta. Hắn sau đó đã làm chuyện tương tự với 40 người phụ nữ và chuyển sang Los Angeles để tiếp tục tội ác đó. Hắn đã bị bắt nhưng bằng cách nào đó lại được thả và sau đó lại tiếp tục làm chuyện đó thêm 4 lần. Tới đây, cảnh sát Los Angeles mới bắt hắn và giam hắn chung thân. Điều đáng rùng mình là trong thời gian thực hiện những án mạng, hắn vẫn đang viết cho những tạp chí và mọi người không hề hay biết. Ngay cả sau khi đi tù, hắn vẫn tiếp tục viết. Sau khi chịu án tù được 4 năm, hắn đã tự tử bằng chính cách hắn làm với những nạn nhân của mình. Tiếp theo, Human Plague. Mary Millen có danh hiệu vô tình giết nhiều người nhất. Bà ta là một người đầu bếp cho một gia đình giàu có và một vài văn phòng. Nhưng mọi nơi bà ta đến, mọi chuyện tồi tệ đều xảy ra. Trong thời gian 2 tuần, mọi nhân viên và cư dân nơi bà làm việc đều có những triệu chứng nghiêm trọng. Cùng với sự chăm sóc sức khỏe thời đó không được tốt, rất nhiều người đã chết trong vụ này. Bà ta được điều tra bởi cảnh sát nhiều lần và họ phát hiện một thứ tự rõ ràng rằng sự việc này đã xảy ra hơn 20 lần. Mary phủ nhận rằng mình đã làm gì đó với thức ăn và cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp lớn. Nhưng thực ra, chính Mary đang bị bệnh nặng. Trong khi biết về tình trạng của mình, bà ta vẫn tiếp tục làm việc và gây bệnh cho rất nhiều người. Khi đó, không ai biết điều này và bà ta đã được chữa trị và sống một cách tự do. Nhưng sau đó một thập kỷ, người mới tìm ra cuốn nhật ký ghi rằng bà ta biết mình bị bệnh trong suốt quá trình trên. Vị trí tiếp theo thuộc về BTK. Tên thật của gã này là Dennis Ryder, nhưng các nhà chức trách và giới truyền thông gọi hắn là BTK. Trong khoảng năm 1974 và 1991, hắn đã giết chết ít nhất 10 người tại Kansas, nước Mỹ. Hắn thường trêu đùa và khiêu khích cảnh sát bằng những bức thư và việc không bắt được hắn. Nhưng chính những lá thư này đã làm hắn ta bị bắt vào năm 2005. Hắn đã gửi cho cảnh sát một chiếc đĩa mềm với thông điệp như trên. Nhưng từ đó, cảnh sát đã tìm ra một tệp đã bị xóa về nhà thờ hắn tới. BTK seemed uncatchable. Everyone wondered who he was, where he was. Until just a few months ago, when a most unlikely man... Sau đó, cảnh sát dùng mẫu DNA trên chiếc đĩa mềm và tại nhà thờ đó để lùng và bắt hắn. Hắn đã bị kết tội giết 10 người và chịu án tù năm 2005. Hắn ta vẫn bị giam tù cho đến tận bây giờ, nhưng không có cơ hội nào để được thả. Cuối cùng là Hand On. Người đàn ông này nổi tiếng vì đã giết chết hơn 5.000 người chỉ bằng tay của hắn. Tên thật của hắn là Shaw Fickler.
Hắn sống trong thời đại của đế chế Ottoman. Hắn giết trung bình 4 người một ngày trong vòng 5 năm. Hắn đều giết người bằng cách làm cho họ chết ngạt. Hắn làm điều này với mọi nạn nhân. Tên này quả là rất khỏe và vô cùng điên khùng. Hắn không hề có một động cơ nào. Hơn nữa, hắn còn là một người làm vườn của triều đình Ottoman, nhưng hắn không hề đụng tới nhà vua hay những người có chức vụ lớn. Chúng ta vừa tìm hiểu về